chiều nay con bạn xí muội ra công viên tập thể dục nè, gặp bạn nhỏ này nữa nha, gặp bạn nữa nè, công viên tập thể dục chung với bạn. Ủa thích không con? Chiều nay trời mưa mát quá trời. Ủa bên kia có mấy anh đi được bán kìa, hay ghê luôn. Ôi, trời quán hay quá mọi người ơi. Công viên tối nay có diễn văn nghệ nha các bạn. Bên kia người ta có đang làm sân khấu kìa. Đang dựng sân khấu chỗ tượng đài. Mọi ơi. Lắc xong chưa? Mùi tập eo xong rồi giờ mùi đi tập gì nữa không? Mùi đi nạp năng lượng rồi mùi đi tập thể dục nữa. Coi lướt dáng rồi mùi, coi được lướt dáng kìa. Ồ. Mùi đi công viên tập thể dục gặp mấy anh lướt dáng hay quá ha. Lật quán luôn. Thì lật quán luôn rồi. Oh. Sao vậy? Ăn cái gì mà dính răng thay gì vậy mùi? Kẹo chảy. Kẹo chảy. Mùi ơi, mùi chào các bạn ơi con. Mùi ơi, chào các bạn nha. Hôm nay bạn mùi sẽ đi máy bay nha. Đó, lên đi. Lên ngồi một mình nha. Hôm nay mùi lớn rồi, mùi có thể ngồi máy bay một mình. Mùi lấy máy bay. Rồi ngồi ngay lên nha con. Rồi bỏ chân vô. Ô chào. Chào phi công lái máy bay. Rồi bye 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 bye. Bye mùi bay rồi, mùi bay rồi các bạn ơi.
giờ muốn đi đâu nữa không? Đi đâu nữa không con? Đi vòng vòng coi, vòng vòng coi. Đi tàu lửa không? Đi tàu lửa không? Tàu lửa mà kêu nữa. Đi không? Hay chưa? Rồi thả thôi kìa. Chạy lên, chạy lên.
đó luôn hả? Đi, thả chân ra đi, thả chân ra.